và các bạn, chiều ngày 10 tháng 10, Công an thành phố Bảo Lộc đã bắt Trương Văn Hưng, 52 tuổi, quê Thái Bình, người bị truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu của cơ quan nhà nước khi đối tượng đang lẩn trốn tại một nhà trọ trên địa bàn. Qua công tác kiểm tra quản lý hộ khẩu lưu trú, Công an thành phố Bảo Lộc đã phát hiện đối tượng Trương Văn Hưng, đối tượng có lệnh truy nã toàn quốc về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu của cơ quan nhà nước. Theo nội dung vụ án, vào tháng 4 2011, Trương Văn Hưng cầm đầu đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách giả làm trung tá quân đội. Dùng một lọ nước lã pha axit được cho là chất DK07, một loại hóa chất đặc biệt có thể phá hủy kim loại do quân đội quản lý. Rao bán với giá 600.000 USD, tương đương 12 tỷ đồng. Tiếp tục hành vi lừa đảo, Hưng dùng lọ nước hóa chất tự tạo bán cho một người ở thành phố Hà Nội và được người này đặt cọc 100 triệu đồng và 5.000 USD. Song sau khi nhận được tiền đặt cọc, Hưng đã tắt máy điện thoại, bỏ trốn khỏi địa phương. Kết quả điều tra bước đầu của Công an thành phố Hà Nội có 5 người bị nhóm của Trương Văn Hưng lừa đảo, chiếm đoạt số tiền từ 300 triệu đồng đến 600.000 USD. Từ việc bán lọ nước lã giả chất DK07, sau đó đối tượng Hưng cùng đồng bọn đã bị Công an thành phố Hà Nội bắt giữ. Tuy nhiên, Trương Văn Hưng đã trốn thoát trong lúc điều trị bệnh. Vào thành phố Bảo Lộc, đối tượng này đã thay đổi họ tên để lẩn trốn. Hiện đối tượng Trương Văn Hưng đang được Công an thành phố Bảo Lộc tiếp tục đấu tranh làm rõ những tình tiết của vụ án. Những người tìm đến với chiếc tủ quần áo từ thiện này không chỉ là những người nghèo mà cả